Xin chào các bạn, Thúy Quỳnh rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Cuộc sống Sài Gòn. Các bạn thân mến, nếu như các bạn đã từng ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn sẽ biết tới cái tên là Văn Thánh. Nhưng mà thường khi nhắc tới Văn Thánh thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới là khu du lịch Văn Thánh này, cầu Văn Thánh này, chợ Văn Thánh đúng không? Nhưng mà nếu như nói cho các bạn biết về chùa Văn Thánh thì chắc hẳn là cũng khá người ít biết đến ngôi chùa này đúng không? Bật mí cho các bạn thì ngôi chùa này có địa chỉ ở số 115-9 đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây có gì đặc biệt, có gì linh thiêng thì hãy cùng với Lý Quỳnh vào trong khám phá nhé! Chùa Văn Thánh, ngôi chùa linh thiêng ít người biết tới tại Sài Gòn. Nếu đứng trên cầu Phú An, xưa gọi là cầu Dầu, chiếc cầu bắt qua con rạch Văn Thánh Thị Nghè, thì chúng ta sẽ thấy ngôi chùa nằm chích về phía chân cầu vài chục mét. Chùa Văn Thánh được xây dựng vào năm 1906. Đây là một trong những ngôi chùa cổ do các Phật tử tại đây xây dựng. Khi bước vào chùa, bạn sẽ thấy được lối kiến trúc cổ kính truyền thống Nam Bộ xưa rất đẹp mắt. Khi mà đứng ở dưới chân cầu Phú An thì các bạn sẽ có hai đường rẽ vào chùa Văn Thánh. Đường thứ nhất đó là đường này đây, đó là hẻm 115. Thì khi vào đây thì các bạn sẽ đi vào cổng phụ của chùa. Còn đường thứ hai đó là đây là hẻm 107. Đi thẳng hẻm này xuống thì các bạn sẽ vào cổng chính của chùa. Bây giờ thì Thúy Quỳnh sẽ đi vào cổng chính của chùa các bạn nhé. Đi theo Thúy Quỳnh thôi. Chùa Văn Thánh tọa lạc trên một khuôn viên đất rộng khoảng 1.000 m². Phía trước sân, tượng Phật Bà Quan Âm ngự trên tòa sen cao vút, cho nên nhiều người còn gọi đây là chùa Quan Âm Lộ Thiên. Vòng ra phía sau thì sẽ có pho tượng Di Lặc với nụ cười hiền hậu ở phía bên tay trái. Đối diện Phật Di Lặc là Phật Bà Quan Âm nghiêng mắt nghiêng tay. Hai bên khuôn viên chùa có hai am nhỏ, một bên thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu, một bên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Điểm đặc biệt là ở khu vực trước chánh điện lúc nào cũng nghi ngút hương khói. Ở đây chùa cũng đã chuẩn bị sẵn nhang cho mọi người tới viếng. Nhưng mà nếu muốn thì bạn cũng có thể mang nhang ở nhà đã chuẩn bị sẵn tới hoặc là mua tại những hàng quán xung quanh nha. Sau đó chúng ta sẽ tiến vào khu vực điện thờ chính nha. Điện thờ chính là ngôi nhà cổ xưa ba gian hai trái. Phía trên có ba bức tượng, đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát, tượng Phật Đản Xanh và Quan Thế Âm Bồ Tát. Trấn giữ chánh điện sẽ có bốn vị thiên vương tượng trưng cho bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Khu điện thờ chính thì sẽ thờ chư vị Phật Tổ, chư vị Bồ Tát. Tượng thờ các ngài đều được bài trí theo nguyên tắc nhất định, dễ dàng cho Phật tử tới cung bái. Trên mái có nhiều bảng chữ bằng tiếng Nho, xung quanh các cột cũng được chạm trổ họa tiết hoa sen, chim chóc, muông thú rất sinh động. Ngoài ra, tranh Phật Tổ và Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được đặt để dọc hai bức tường trong chánh điện. Nhà chùa còn mở nhạc A-di-đà Phật xuyên suốt, tổng thể tạo cảm giác rất thanh tịnh và an yên. Trong này thì các bạn không cần phải thắp nhang nữa, chỉ cần vào khấn vái là được rồi nha. Từ ngoài vào trong, tất cả những nơi có tượng Phật, tượng Quan Âm đều được lát đá hoa và quét dọn sạch sẽ. Tường ở điện thờ chính trước đây bằng gỗ, nhưng qua thời gian bị mối mọt làm hư hỏng, nay cũng được thay bằng tường gạch. Thế nên, các bạn tới đây nhớ bỏ giày dép ở ngoài rồi mới bước lên khu vực khấn bái nhé. Theo như Quỳnh tìm hiểu thì chùa Văn Thánh do dân tự lập nên cách đây khoảng chừng 100 năm và hiện nay đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là di sản văn hóa. Điều đặc biệt là chùa này không hề có trụ trì mà chỉ có người trông coi hương khói thôi. Và các bạn biết lý do vì sao mà Quỳnh chọn thời điểm buổi tối để đi quay ở chùa Văn Thánh không? Bởi vì ở đây á, càng buổi tối thì lại càng đông người tới viếng, đặc biệt là vào tới tầm 11-12 giờ đêm thì càng đông nữa. Và chứng tỏ là cái sự linh thiêng của ngôi chùa này, đặc biệt là ngôi chùa này cũng có một số giai thoại rất là linh thiêng. Và điều đó cũng kéo người dân tới đây để cúng viếng cũng như là đi vãn cảnh chùa. Điều đáng nói hơn cả là phía bên trái chùa, tức là các bạn đứng từ chùa và nhìn ra phía con rạch, có một tấm bia bằng chữ Nho ghi lại gốc tích về sự hình thành ngôi chùa này. Quỳnh có tìm hiểu thì tấm bia này được dịch ra là chùa Văn Thánh nguyên trước kia là Văn Thánh Miếu của tỉnh Gia Định và được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 6, nơi thờ tự và tôn vinh những người cả đời hiến thân cho sự nghiệp giáo dục, nhưng do chiến tranh mà bị hủy hoại. Sau khi Văn Thánh Miếu Gia Định bị tàn phá, ngôi chùa Văn Thánh này đã được người dân lập nên. Vì có lịch sử lâu đời cùng những giai thoại linh thiêng về miếu Văn Thánh xưa, nên người dân thành phố đến đây chiêm bái lễ chùa khá đông, đặc biệt là vào những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới. Mọi người tới đây đem theo tấm lòng thành, cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa,
mọi việc đều suôn sẻ, gia đình bình an. Nếu như đến viếng chùa mà cảm thấy hơi đói, phía trước chùa cũng có một quán nhỏ bán đồ chay, sẵn sàng phục vụ các bạn ạ. Bên trong chùa thì các cô chú bán đồ viếng khá nhiều như nhang, hoa sen, đèn cầy, hoàn toàn tiện lợi nếu như bạn chưa kịp chuẩn bị trước ở nhà đó nha. Và như vậy là Quỳnh đã dẫn các bạn đi tham quan một vòng chùa Văn Thánh rồi. Và Tết sắp đến rồi các bạn ơi, chùa Văn Thánh cũng sẽ là một gợi ý rất thú vị nếu như các bạn muốn đi viếng chùa đầu năm đúng không nào? Còn bây giờ thì Thúy Quỳnh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở số phát sóng tiếp theo nhé.